chăng ta nên quyết tâm từ xa để dịch bệnh không bùng cháy lên. Cùng giơ tay xoa 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 đi, đừng nên cho tay lên mắt mũi miệng, tàn chế đi ra nơi đông người để lùi virus corona, corona. Tâm nâng cao sức khỏe và vệ sinh không gian xung quanh mình, cùng nâng cao ý thức của xã hội để lùi virus corona, corona.